chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn nơi mình sống, một thành phố bé xinh ở xứ sở chuột túi. Mildura là thành phố nằm ở phía tây bắc Victoria, nằm cạnh bờ sông Murray. Mildura cách Melbourne khoảng 542 cây số. Nếu các bạn lái xe thì mất chừng 6 tiếng đồng hồ, và nếu các bạn di chuyển bằng máy bay thì sẽ mất 1 giờ đồng hồ. Đây là tiệm bánh ngon nhất trong thành phố, chuyên bán các loại bánh pie hay còn gọi là bánh thịt hầm. Đây là hai bánh thịt bò hầm và một bánh trứng nhân thịt heo xông khói, rất là ngon. Đây là dòng sông Murray. Vì con sông có rất là nhiều cá nên bên bờ sông là đủ các loại chim cò, bồ nông, các kiểu đủ loại. Con sông này cung cấp nước sử dụng và cá cho các cư dân trong khu vực. Vào mùa hè thì mọi người sẽ tụ tập chơi trượt nước và câu cá ở đây. Các bạn thấy rất là nhiều chim phải không? Phía bên kia bờ sông là khu vực cắm trại và cũng là tiểu bang khác, tiểu bang New South Wales. Chỗ này rất là thú vị cho mấy bạn thích sống ảo nè. Đứng bên này check in là Victoria, phóng sang bên kia là thành phố, là tiểu bang New South Wales. Thành phố Mildura là nơi tập trung khá nhiều di dân. Họ đã góp phần xây dựng nên thành phố và hình thành nên nền công nghiệp nho khô nguyên cành, xuất khẩu ra ngoài thế giới. Nho được trồng ở nông trại địa phương, sau đó được xử lý, ngâm lạnh, phơi khô và tạo nên sản phẩm nông nghiệp có tiếng. Đây là đường rầy xe lửa. Hiện tại thì đường rầy này chỉ được sử dụng cho việc chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa xuyên tiểu bang, chứ không có được sử dụng cho việc di chuyển của các cư dân. Đây là khu công viên trung tâm của thành phố. Vào mùa hè thì sẽ có những lễ hội, những chương trình ca nhạc đồng quê thì sẽ được tổ chức ở đây, và mọi người sẽ tụ tập ở đây để mà xem và tham gia những cái chương trình cộng đồng. Cư dân ở đây thì khoảng chừng 50.000, dân số khoảng chừng 50.000 người. Thật sự thì nó rất là yên bình, nó rất là, cuộc sống ở đây nó rất là chậm, nó giống như là miền quê. Có rất là nhiều những cái thuyền hồi xưa, thuyền chạy bằng hơi nước, những cái thuyền mà có những cái bánh xe rất là lớn, nó gọi là paddle boat. Thì phía bên kia như mình nói hồi đầu clip á, là phía bên kia là tiểu bang New South Wales. Ở đây là một thành phố rất là nhỏ cho nên là cũng dễ biết, nếu mà mình đi lạc chạy một hồi mà thấy mênh mông toàn là cánh đồng nho không thì mình biết là mình đã đi lạc rồi đó, mình nên quay xe trở lại thành phố. Đây là cánh đồng nho nè, đây là nông trại trồng nho. Hiện tại thì nho vẫn còn chưa có nho, mới có cây nho mới có ra lá thôi, tại vì bây giờ hiện tại đang là mùa xuân, sắp sửa vào mùa hè, giữa hè thì sẽ có nho để mà ăn. Còn bên kia là
chỗ mà người ta trồng cây cam. Ở đây thì phần lớn là đất nông nghiệp, phát triển nhiều về trồng nho, trồng quả hạnh nhân, trồng cam, trồng những cái loại mận. Thì đây là cây cam, đây cây cam mà nó còn nhỏ. Đối với một đứa mà sinh ra ở thành phố, lớn lên ở thành phố giống như mình thì mình rất là mù tịt về các loại cây. Nhưng mà từ khi sống ở đây thì mình đã được khai sáng ra khá là nhiều. Còn đây là hoa anh thảo. Hoa anh thảo người ta dùng để chiết xuất ra tinh dầu hoa anh thảo đó. Ở đây thì dọc những cái con đường người ta trồng rất là nhiều cái loại cây như thế này. Khi mà nó nở ra thì nó rất là rực rỡ, nó rực rỡ cả một cái con đường luôn. Mà khi nó tàn thì nhìn nó cũng héo hắt lắm. Thôi hôm nay tới đây là kết thúc. Mình sẽ trở lại với các bạn vào những cái clip sau. Nhớ like, share and subscribe mình nếu mà các bạn muốn biết thêm về các chuyến đi của mình. Cảm ơn, bye!